hai các bạn. Hôm nay là một ngày chủ nhật, một ngày mà Tân rất là thích, tại vì hôm nay là ngày mà Tân được ăn ngon nhất, một bữa ăn gia đình, ăn chung với những người mà mình yêu thương, những người bạn bè, rồi tụ tập bên nhà của mình để mà ăn. Thì hôm nay á, Tân cũng có một số lời tâm sự, nhưng mà tâm sự vui đi. Mình kể về chuyện làm ăn thì còn lâu dài mà. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm của tuần sau mình còn có nhiều. Thì kể vui đi. Vui thì cái gì vui? Nhiều người hỏi Tân á, là thấy Tân là một cái người rất là chắc chắn, làm ăn rồi có thể đi nước ngoài làm, rồi có những cái quan hệ rộng, rồi kể chuyện làm ăn rất là ok. Vậy thì Tân có từng là một người ngu hay chưa? Ok, thì Tân cũng chia sẻ, Tân đã từng là một người ngu, mà là một người rất ngu, ngu một cách mà không có thể tả được. Mà kể ra thì mình sợ các bạn cười chết. Nhưng mà thôi, mình kể để mình đã dám chia sẻ những câu chuyện về người khác rồi, mình phải chia sẻ về mình chứ. Không, mình rất là ngu. Trong suốt khoảng thời gian đi học của mình á, mình là thằng cực kỳ ngu. Chưa bao giờ mình là người đứng ở được cái hạng gọi là giữa giữa. Mình luôn đứng chót lớp. Trong suốt 12 năm đi học của mình, chỉ có một năm lớp 1 duy nhất là mình học sinh giỏi thôi. Còn thời gian còn lại đó là mình học sinh ngu. Mình rất là ngu. Mà mình là nỗi phiền phức cho tất cả những thầy cô bạn bè ở trong lớp của mình. Ngay cả người ngồi kế bên của mình cũng là một người mà mình phiền lắm. Thứ nhất là mình hay bệnh nè. Mình bệnh, giả bệnh nè. Mình buồn ngủ quá, mình không muốn học. Mình bị bệnh rồi mình diễn tùm lum hết. Để cô cho mình xuống phòng y tế. Rồi mình bắt đầu mình xuống phòng y tế là mình lăn ra mình ngủ. Còn người kế bên thì họ phải chép bài giùm cho mình. Nói chung là mình rất là không muốn học. Và từ đó mình trở thành một người không có kiến thức, mà mình cũng không có tri thức gì trong cuộc sống mình. Đến nỗi mà năm lớp 10 á, các bạn biết không? Cái này mình kể sự thật, cho nên là nó sẽ hơi bậy, mà nếu các bạn nghe thì bỏ qua cho mình. Đó là tâm sinh lý bình thường của một người mới lớn thôi. Năm lớp 10 á, là mình được bạn của mình, một người bạn lớp 10 rất là giàu, học trường Marie Curie, thì người bạn này rủ mình đi chơi gái. Thì bạn mới hỏi mình là hồi đó giờ mày có bao giờ đi chơi như vậy bao giờ chưa? Thì mình nói là chưa, nào giờ tao đi học không mà ba mẹ đâu có tiền đâu mà đi chơi tầm bậy bạ, với lại đi vậy có bị sida không? Thì mình hỏi bạn mình, bạn mình nói là không, sida gì, bình thường. Mày là đàn ông, mày phải biết. Còn mày không biết á, sau này mày lớn lên á, là mày khổ lắm. Mà mình mới nói là, ủa ai chỉ mày vậy? Nó mới nói là, ba tao chỉ tao á. Không, thì mình nói lúc đó mình không hiểu thiệt. Thật sự, mình mới vô lớp 10 à, từ lớp 9 vô lớp 10 mình chưa biết gì hết á. Nhưng mà lúc đó là cái tuổi mới lớn mấy bạn. Cái tuổi đó rất là thích tò mò, rất là muốn khám phá thế giới này. Cái tuổi đó là cái tuổi mà cái gì mà lạ là họ thích, cái gì mà giống ba mẹ của họ đã từng làm là họ thích. Thì mình cũng không có ngoại lệ đâu bạn, mình rất là thích. Thì bạn mình mới nói này, chị thì đi chơi không, tối tao dẫn mày đi chơi. Thì từng mới nói là tao không có tiền, thì tao không có chơi, mà tao biết là trên báo chí nó chơi đó mắc lắm. Tao không có tiền mà tao sợ lắm, lỡ người ta làm gì tao là sao. Bạn mình mới nói là ai làm gì mày, mày không có tiền tao bao mày, tao giàu mà tao có tiền. Thì bạn mình nó cũng quý mình mà, nó bao mình. Mình mới nói là đi chơi thiệt hả, thiệt, đi mày dám không, đàn ông là phải dám. Thì Tân mới nói là dám, chơi, tối nay mày qua mày chở tao nha. Nó nói ừ, nó mới hỏi mình là mày có chứng minh nhân dân không. Tại vì đi mướn khách sạn á, là phải có chứng minh nhân dân. Mà vô chỗ đó phải có chứng minh nhân dân người ta mới cho mày vô. Cái mình nó tao mới vô lớp 10, tao còn chưa có hả học gì hết trơn, nhà chưa có làm chứng minh nhân dân. Tại vì thực sự ra đó, nhà của mình đó là muốn 18 tuổi thì mới cho Tân làm chứng minh nhân dân. Còn lúc đó Tân không có làm. Thì bạn Tân mới nói là không có sao, mày mang gì có hình ảnh của mày là được. Thì đêm hôm đó Tân chuẩn bị kỹ lắm các bạn. Đêm đó nó mới chở Tân, nó qua đón Tân, nó chuẩn bị chưa? Nó rồi, ok rồi. Mày sẵn sàng tâm lý để mà lần đầu tiên được làm người đàn ông chưa? Tân mới nói là ok, tao sẵn sàng tâm lý rồi.
bây giờ chơi thôi. Nó mới chở Tân qua quận 8 bạn, chở xa lắm, qua quận 8. Xong vô cái nhà đó, vô thì cái người đó, cái bà đó, bà mới hỏi là chứng minh nhân dân đó. Thì nó mới đưa chứng minh của nó ra. Nó lại có chứng minh, thì nó lớn hơn mình một tuổi mà nó làm chứng minh rồi. Nó mới quay qua hỏi mình đâu, cái giấy tờ mày đâu, biết mình đưa gì đâu, mình đưa sổ liên lạc các bạn. Mình đưa sổ liên lạc ra. Vậy là bà đuổi hai đứa đi về luôn, bà không cho hai đứa chơi gì hết. Thằng bạn mình từ đó trở đi là nó giận mình mãi mãi. Đến bây giờ nó qua Mỹ rồi, nó cũng không bao giờ chịu quề với mình. Nó nói là mình làm nó mất mặt. Thật sự ra mình không có biết mấy bạn, mình không có hiểu và mình không có biết cái đó là cái gì. Thời điểm đó là cái thời điểm mà thật sự ra mình chưa vào đời, mình cũng không hiểu là phải sao phải có chứng minh nhân dân. Tại mình không hiểu gì hết á. Thì bạn mình nó cũng không nói cho mình biết. Nó chỉ nói là mang cái gì có hình ảnh để chứng minh mình thôi. Thì bây giờ cái sổ liên lạc là cái có mặt của mình, thì mình mang theo. Và mình mất một thằng bạn bạn. Mình mất một thằng bạn thân từ đó. Bởi mới nói cuộc đời ai mà không ngu, ai mà không một lần ngu. Mình rất là ngu luôn. Mình là người rất là ngu, không biết gì hết, đúng không? Mình phải học từ từ thì mình mới khôn ra được. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là mình đi ngược chiều các bạn. Lúc đó mình chưa có bằng lái, mà mình mượn chiếc xe của mẹ mình. Lúc đó mình đi đi ra oai á, ra oai bạn bè chung lớp bạn biết. Cái thời mình chiếc Super Rim á, chiếc Rim Thái thôi mình không nói đi, chứ nó mắc quá mình không nói. Chứ mà chiếc Super Rim lúc đó mua cũng không có rẻ, 5 cây vàng. Là bạn biết chạy Super Rim hay là chạy chiếc quay Nhật á, hồi xưa mà chạy ngoài đường là quách lắm, khủng khiếp lắm á nha. Lúc là chưa có gì nhiều rồi, đúng là như có bay xì rồi, có bay chiếc bay xì, chiếc Amok. Uống Pepsi chúng bay xì á. Thì nhà mình đi Super Rim bạn, mình mượn chiếc Super Rim mẹ mình chạy đi lên trường. Mình đi ngược chiều mà mình không biết. Mình đâu có học luật giao thông mình biết. Mình chỉ suy nghĩ cái con đường nào á mà bự á là con đường 2 chiều, mà con đường nào nhỏ là con đường 1 chiều. Chứ mình không có nhìn biển báo, mình không có biết. Thì mình đi cái đường nó bự lắm. Mình mới chạy tới cái ngã tư đó, mình thấy đèn xanh đèn đỏ. Thì mình mới dừng lại. Thì mình bên đường có hai ông công an giao thông, mà mình vẫn dừng lại. Mình dừng lại mà hai ông nhìn mình, hai ông nhìn mình, hai ông quay đi chỗ khác mấy bạn. Thì mình nghĩ ok, vậy mình đi đúng đường rồi, ông quay chỗ khác là đúng đường rồi, mình dừng đèn đỏ là đúng rồi. Mà mình thấy cái đèn nó đỏ hoài, nó không có xanh. Bắt đầu mình mới tấp lên lề. Mình tấp thẳng vô xe của hai ông công an giao thông, mình mới nói là chú ơi, cái đèn ở đây nó bị hư rồi, nó đỏ hoài, nó không có xanh, cho nên người ta không đi qua lại được. Hai ông công an quay lại nhìn mình, biết nói sao không? Tao đã làm lơ cho mày đi rồi nha, thằng mập. Tao đã làm lơ cho mày rồi thằng mập. Mà mày không chịu đi mà mày còn đâm đầu lên đây mà mày mét nữa hả? Mày đi ngược chiều mày biết không? Mày đi ngược chiều làm sao mà đèn nó sẽ xanh được? Hả? Giấy tờ mày đâu? Bao nhiêu tuổi? Rồi xong, mình bị giam xe bạn. Mình bị giam xe. Thì từ tay giam xe không có giấy tờ gì hết, đúng không? Bắt mình về đồn, mình gọi ba mẹ mình. Mình gọi mẹ mình chạy lên đánh mình quá trời luôn, chửi mình. Mày á, tao cho mày biết nha, mà đừng đi làm lấy xe tao mày đi nữa nha. Mình rất là ngu, thời đó là mình một thằng cực kỳ ngu. Cái thời đó mình ngu mà mình vui lắm bạn. Tại vì lúc đó mình vô tư lắm, mình có hiểu được trên đời này có cái gì nguy hiểm hay là có cái gì ghê gớm. Cho nên mình sẵn sàng mình chia sẻ mấy bạn là cái ngu của mình. Mình không có ngại, tại vì phải có ngu mới có khôn. Phải có những lúc đầu đời thì mới có thằng Tân của ngày hôm nay kể chuyện ma cho các bạn. Chính vì ngu á mới đi nhiều chuyện, mới đi coi chuyện ma, ma ở đâu thì mới gặp ma. Chính vì quá ngu cho nên mới đi tìm hiểu như vậy. Thấy không? Tìm hiểu mới cảm thấy thích, thích mới nghiên cứu về tâm linh, về kinh dị, thì mới có nhiều những câu chuyện kể cho mấy bạn ngày hôm nay. Tất cả nó xuất phát từ cái sự ngây ngô, từ cái sự rất là gọi là ngây thơ của cái thời học trò, học sinh, từ cái thời mới lớn thôi. Mấy bạn có thấy ai mà khờ như mình không? Đi chơi mang sổ liên lạc để bị đuổi ra khỏi đó luôn, mà mất luôn thằng bạn. Nó giận quá mà. Có một bạn ngu quá nó giận mà. Đấy không? Lúc đó con nít mà, cái sĩ diện nó lớn lắm, nó cao lắm. Đó. Cho nên là con người phải có ngu mới có khôn.
Chủ nhật á thì Tân kể đến đây thôi, tại vì Tân phải chuẩn bị cho câu chuyện chiều nay để kể các bạn nữa. Thứ nhất, thứ hai nữa là một câu chuyện này nó vui, chứ không phải câu chuyện buồn. Nó không phải câu chuyện như mọi ngày mình chia sẻ với làm ăn rồi mánh lới, không có mánh lới gì hết. Nó là một câu chuyện ngây ngô của thời học trò của Tân, mà Tân cũng không ngại để chia sẻ các bạn. Mình phải dám nói ra những sự thật để những đứa em, những người mà đi sau hay là những người đã từng giống mình, họ mạnh dạn, họ tồn tại. Bạn phải có vấp ngã thì mới có thành công bạn nha. Chúc các bạn và gia đình một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ với câu chuyện của Tân ngày hôm nay. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại chiều nay nha.